Liễu Vân Gian đã xuyên không? Nghe nha hoàn Tiểu Đào nói, cô là thứ nữ của phủ thừa tướng, một ngày trước vì phạm một lỗi nhỏ, bị chị gái mỉa mai một câu, cho nên đã nhảy hồ. Tiểu Đào ngồi bên giường của cô, chàng Giang Đại Hải kể lại rất nhiều chuyện cũ, nói cô có chi lớn đến mấy, thề sẽ giúp người mẹ làm thiếp của mình nở mày nở mặt, cả một tấm chồng tốt, nói cha cô thiên vị đến mức nào, và cô hiếu thảo ra sao, cha cũng không quan tâm, chỉ tốt với chị gái có nhà ngoại thế lực lớn, nói công tử Vương gia thanh mai trúc mã của cô, lòng lang dạ sói như thế nào, chị gái chỉ là liếc mắt cái, đã bỏ ruồng bỏ cô rồi, cái quần què gì vậy, Tiểu Đào nói liên tục, không cần Liễu Vân Gian đi nghe ngóng, nửa đời người thăng trầm của thứ nữ phủ thừa tướng, đã hiện lên trước mặt cô rồi, nói xong, Tiểu Đào nhìn cô đầy mong đợi, cẩn thận nói, tiểu thư, sau khi từ quỷ môn quan về, người còn sống như hồi trước nữa không, Liễu Vân Gian ôm đầu, chui vào lại chăn, chán nản nói, ta muốn ngủ, ngày hôm sau thức dậy, đích tỷ của cô là Liễu Nguyệt Hồ đích thân đến thăm, cô ta rất xinh đẹp, không những mặt trăng lạnh lẽo, mà là giống bông hoa mẫu đơn nở rộ, châm cài tóc hoa lệ cắm trên tóc của cô ta rất là vừa vặn. Cô ta vênh mặt nhìn Liễu Vân Gian. Một người kiêu ngạo như ngươi, sao lại nhảy hồ tự tử vậy? Ta chỉ là nói ngươi vài câu thôi mà, đã đòi sống đòi chết rồi, không giống tính của ngươi chút nào. Lúc đó Liễu Vân Gian đang nằm trên giường ngơ ngác, trong nhất thời không bắt kịp suy nghĩ của cô ta, không biết nên nói gì. Liễu Vân Gian, ngươi bị ngu hả? Đôi mắt phương xinh đẹp của cô ta nheo lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Một lúc sau, cô ta chợt nhớ ra cái gì đó, cười một tiếng, ta đã hiểu rồi, Liễu Vân Gian, có phải ngươi đang lo tiệc đạp thanh ba ngày sau không? Chẳng nhẽ là sợ gặp mặt Vương công tử, giả bệnh để né tránh? Liễu Vân Gian nói, không phải, tỷ tỷ, ta thật sự có chút mệt mỏi, khác với cách xuyên không tình cờ của người khác, Liễu Vân Gian là uống rất nhiều thuốc ngủ, sau khi mất đi ý thức mới đến đây, có thể là cơn đau từ lúc uống thuốc cho đến khi mất đi ý thức vẫn còn đọng lại trong ý thức của cô, dạ dày dậy sóng rất là khó chịu, dẫn đến bây giờ cơ thể này của cô cũng rất khó chịu. Tất nhiên rồi, cũng có khả năng là sức khỏe của Liễu Vân Gian vốn dĩ đã yếu rồi. Nhảy hồ tự tử khiến thanh máu của cô giảm đáng kể. Liễu Nguyệt Hồ rời đi, Tiểu Đào chạy đến, nắm chặt cú đấm, bộ dạng vô cùng tức giận. Tiểu thư, chúng ta không thể để đại tiểu thư xem thường. Nô tỳ nghe nói, Tiểu Đào ngó trước nhìn sau, lại gần, ghé vào tai cô nói thầm. Nô tỳ nghe nói, trong tiếp đạp thanh sẽ có các công tử thân phận rất cao quý. Họ sẽ tụ tập với nhau, thích làm thơ, làm câu đối. Tiểu thư, bình thường người cũng thích đọc sách, học bài, hay là làm trước vài bài thơ, đến khi đó còn lên mặt với đại tiểu thư. Liễu Vân Gian lắc đầu, làm thơ sao, cô không giỏi đến vậy, cô không có thiên phú về văn học, tuy hồi trước trí nhớ siêu phàm, nhớ hết các bài thơ cổ trong sách ngữ văn không sai một chữ nào, nhưng bây giờ cô sớm đã quên gần hết, dù là có nhớ, Liễu Vân Gian cũng không muốn đạo thơ của người xưa, cô không muốn gây sự chú ý, càng không muốn nở mày nở mặt, nếu là 10 năm trước, cô chắc chắn sẽ rất muốn, và sắp đặt một màn xuất hiện lộng lẫy hơn tất cả những cô gái xuyên không. Xây dựng hình tượng thiên tài được thi tiên nhập, khiến đám người cổ đại này há hốc mồm, cũng như lúc đó cô bước vào cánh cổng đại học với thân phận trạng nguyên thành phố vậy. Ảo tưởng mình có thể nắm bắt được cuộc đời của mình. Chuyện trước khi xuyên không, thực ra cô không nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ mình là trạng nguyên thành phố năm đó, bố mẹ đều rất là vui. Đây là lịch sử vẻ vang của cô, cũng là minh chứng cho việc mình đã sống. Khi biết được điểm thi đại học của mình, Liễu Vân Gian có cảm giác giải thoát khỏi mọi chuyện trong quá khứ. Cuối cùng cô cũng không cần sống cuộc sống đau khổ đó nữa. Suốt ngày cầm bút viết không ngừng nghỉ, ngón tay của cô cũng dị dạng luôn rồi, ngón giữa hơi cong, rất xấu, nhưng rất nhanh, Liễu Vân Gian nhận thấy đại học là nơi còn đau đớn hơn cả cấp 3. Giải thoát mà cô mong đợi vô cùng viển vông, chuyện đã qua, cô thật sự không nhớ rõ nữa. Nếu bây giờ xuyên không thành nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, vậy thì chấp nhận số phận thôi. Một buổi chiều tối trước tiệc đạp thanh một ngày, Tiểu Đào đến tìm Liễu Vân Gian một cách bí ẩn. Cô ôm lấy cái túi vải lớn, từ bên trong lấy ra một chiếc váy, là màu hồng rất nổi màu da, làm rất tinh xảo so với bộ Liễu Vân Gian đang mặc, hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Tiểu Đào lại từ trong túi vải lấy phấn, son và cả bút kẻ lông mày. Liễu Vân Gian không hiểu về đồ trang điểm của người cổ đại lắm, nhưng nhìn vào bao bì của nó, những thứ này chắc là hàng đắt tiền. Tiểu Đào đưa những món đồ này cho cô như là dâng báu vật vậy. Người nói, tiểu thư, người thích không, mau mặc thử đi, ngày mai phải trang điểm thật đẹp. Liễu Vân Gian nói, ta không được khỏe, ngày mai không muốn ra ngoài. Tiểu Đào lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Hả, tiểu thư, cơ hội tốt như vậy, sao người có thể bỏ lỡ chứ? Hãy nghĩ cho phu nhân, nếu người gả được cho nhà tử tế, thì phu nhân sẽ rất vui, nở mày nở mặt trước mặt lão gia luôn. Không muốn nói nhiều với Tiểu Đào, Liễu Vân Gian ôm ngực, giả bộ muốn nôn. Liễu Vân Gian nói, ta khó chịu quá, ngươi để những thứ này xa hơn một chút được không? Mẹ của Liễu Vân Gian cô đâu có quen, tại sao lại phải vì cô ấy mà kiếm tấm chồng sang? Dựa vào đâu chứ? Liễu Vân Gian nghĩ vậy, Tiểu Đào liền để chiếc váy và đồ trang điểm thơm tho ra một bên. Cô nhìn cô bằng vẻ mặt bất an, định nói gì đó, cuối cùng là im lặng, chạy ra ngoài tìm thầy thuốc. Thầy thuốc nói cô bị suy gan, sức khỏe yếu, kê thuốc cho cô. Thầy thuốc này cũng có chút bản lĩnh. Liễu Vân Gian ngủ một đêm, không có nửa đêm bừng tỉnh, chất lượng giấc ngủ tăng lên khá nhiều. Ngày hôm sau Liễu Vân Gian ăn nhiều hơn một cái bánh bao. Tiểu Đào rất là nhạy bén phát hiện điều này, vỗ tay cười nói, biết đại phu giỏi thật. Tiểu nhìn thấy chưa, khỏi nhanh thật. Tiểu Đào túm lấy cổ tay cô lắc nhẹ, nũng nịu nói, coi như nô tỳ cầu xin người, người đi đi mà, người không đi, phu nhân biết chắc chắn sẽ tức giận, phu nhân không mắng tiểu thư thì sẽ mắng nô tỳ. Liễu Vân Gian ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô, vẻ mặt làm nũng của Tiểu Đào bỗng tắt, từ từ thả cổ tay của Liễu Vân Gian ra.
ta không muốn đi, phu nhân mắng ngươi, thì ngươi cứ nói với ta, để ta giải thích với phu nhân, ta sẽ không để ngươi gánh chịu trách nhiệm. Tiểu Đào gật đầu, thu dọn bàn, rồi ra ngoài, thời tiết hôm nay rất là tốt, ánh nắng chói chang, Liễu Vân Gian không có ru rú trong phòng, nhưng cũng không muốn đi quá xa. Lúc mà cô đang đi dạo quanh sân, thì thấy Tiểu Đào đang khóc, Liễu Vân Gian có thể nhận ra Tiểu Đào không phải cố tình khóc cho cô nghe. Vì Tiểu Đào đang cố gắng không phát ra tiếng, đứng xa sẽ không thể nghe thấy, bờ vai cứ run rẩy, trông rất là uất ức, hình như Tiểu Đào chỉ mới 12, 13 tuổi. Vẫn còn là một tiểu cô nương, Liễu Vân Gian cảm thấy thái độ của mình đối với cô nên tốt hơn. Đi ra sau lưng Tiểu Đào, Liễu Vân Gian vỗ nhẹ lưng của cô, Tiểu Đào giật cả mình, quay đầu lại nhìn Liễu Vân Gian, rồi lập tức lấy tay áo lau khô mặt, sụt sịt nói, "Tiểu thư." Liễu Vân Gian thở dài, "Mọi ngày phu nhân cũng hung dữ với người như vậy sao?" Tiểu Đào lắc đầu, nhưng nước mắt chảy mạnh hơn, cô vừa sợ hãi vừa mong đợi nhìn vào Liễu Vân Gian, như là đang đợi cô cứu mình vậy. Liễu Vân Gian đồng ý đi, Tiểu Đào lập tức từ khóc thành cười, cho nên khi Liễu Vân Gian kiên quyết không trang điểm lộng lẫy, Tiểu Đào không có nói gì, hình như chỉ cần cô đi là mình hoàn thành nhiệm vụ vậy. Cho nên Liễu Vân Gian tìm đại một chiếc váy để mặc, vẽ một tí lông mày, trông cũng khá là gọn gàng. Liễu Vân Gian còn không biết Tiệp Đạp Thanh mà họ nói là ở đâu, cũng may Tiểu Đào biết. Tiểu Đào đưa Liễu Vân Gian ngồi xe ngựa đến một sân nhà nào đó, người hầu ở cửa chặn lại, Tiểu Đào lấy thiệp mời ra thì người hầu mới cho họ vào. Liễu Vân Gian nhìn thấy một thanh niên khá đẹp mắt ngồi trên ghế đá, Liễu Nguyệt Hồ rất là to gan nhìn vào hắn, nhưng trong mắt hắn thì đều là Liễu Vân Gian, hình như đang dùng ánh mắt nói, cuối cùng cũng đợi được cô. Liễu Vân Gian tưởng hắn chính là tên Vương công tử đó, nên không nói gì, bị Liễu Nguyệt Hồ đưa đi tìm một vị trí ngồi xuống. Người hôm nay có mặt đều là tiểu thư công tử của quan to quý tộc, mọi người tụ tập lại như Tiểu Đào đã nói vậy, nói những chủ đề phong hoa tuyết nguyệt, sau đó thì bắt đầu làm thơ. Liễu Nguyệt Hồ rất có tài hoa, đã làm một bài thơ nhận được hoan hô, mọi người đều khen cô ta là tài nữ. Sau đó thì lại chuyển hướng vào Liễu Vân Gian, có người kêu cô cũng làm một bài. Liễu Vân Gian nói thẳng, ta tài hèn học ít, không biết làm thơ, xin thứ lỗi. Thanh niên tuấn tú đó ngơ một lúc, thanh niên bên cạnh hắn nhíu mày nói, Liễu nhị tiểu thư chẳng phải giỏi thơ văn nhất sao, sao hôm nay lại nói mình tài hèn học ít vậy? Cô nương bên cạnh thanh niên đó vẫy vẫy quạt, cười nhạo rằng, Vương công tử, người ta đã nói là không biết làm thơ, ngươi còn ép người ta làm gì? Liễu Nguyệt Hồ nói, sao lại nói thế, muội muội ta thích nhất là chơi trội, có khi tối qua đã lén lút làm bài thơ hay, chỉ đợi hôm nay lấy ra để thể hiện. Thanh niên tuấn tú nhìn vào Liễu Vân Gian, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Liễu Vân Gian nói, ta không biết làm thơ thật, hồi trước đều chỉ là đùa thôi, hơn nữa ta vừa mới khỏi bệnh, đầu óc cũng không tỉnh táo, sao có thể làm được bài thơ hay chứ. Mọi người không ngờ Liễu Vân Gian lại không muốn thể hiện thật, trông lại có vẻ thất vọng, nhìn nhau một cái. Liễu Nguyệt Hồ cũng không bị gì, đi đến bên cạnh Liễu Vân Gian, lén lút véo tay của cô một cái, ngươi đừng có giở âm mưu thủ đoạn, đã lén lút làm thơ gì thì mau lấy ra đi. Liễu Vân Gian không nhịn được đẩy cô ta ra, ta đã nói là ta không biết làm thơ, phiền chết đi được. Nói xong mọi người đều câm nín, há hốc mồm nhìn vào cô. Liễu Vân Gian cũng có chút hối hận, không nên làm như vậy, khi về e rằng sẽ gặp chút rắc rối. Không người thanh niên tuấn tú đó lại cười một tiếng, thật là thẳng tính. Nói xong thì hắn đã rời đi. Thánh chỉ đến còn sớm hơn sự trả thù của Liễu Nguyệt Hồ. Hoàng thượng muốn Liễu Vân Gian vào cung làm phi. Liễu Vân Gian ngơ cả người, người mẹ rẻ tiền chưa từng lộ diện của cô tìm đến đây, ôm lấy cô khóc lóc, bộ dạng như là cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Vân Gian, con vào cung rồi, nhất định phải tranh giành, phải làm nên nghiệp lớn. Liễu Vân Gian nhìn mẹ một cách khó hiểu, cô chỉ có thể đảm bảo chính mình không phạm lỗi gì lớn, không để hoàng đế tru di cửu tộc, nhưng lời này cô không có nói ra vì không cần thiết. Liễu Nguyệt Hồ đến tìm Liễu Vân Gian một lần, cô ta cười lạnh nhạt, không hề vì thân phận của cô thay đổi mà cung kính hơn. Liễu Nguyệt Hồ nói, làm phi tử của hoàng đế không dễ đâu, ngươi tướng mạo tầm thường, tính cách xấu, ngươi đã nghĩ xong lấy lòng bệ hạ kiểu gì chưa? Liễu Vân Gian nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, chưa nghĩ xong, ta chỉ có thể đảm bảo không nghịch ngu, không để hoàng đế tru di cửu tộc. Liễu Nguyệt Hồ ngơ một lúc, đặt ly trà trên tay xuống bàn thật mạnh, nói nhỏ, không biết điều, sau đó thì quay lưng rời đi. Liễu Vân Gian cũng rất bất ngờ, cả quá trình vào cung, trong lòng cô rất là bình tĩnh, có lẽ là chuyện xuyên không đã khiến cô hạ nguyên tắc xuống. So với chuyện đó, thì vào cung làm phi cũng không phải kỳ tích gì, Liễu Vân Gian chỉ cảm thấy hôm nay thật là mệt mỏi. Cũng may có Tiểu Đào ở bên cạnh, có thể nói chuyện với cô. Liễu Vân Gian bị đưa đến bên giường ngồi xuống, một lúc sau, hoàng đế đi đến, không ngờ lại là thanh niên tuấn tú ngồi ở ghế đá hôm đó. Hắn mỉm cười nhìn vào cô, nói rằng, sao vậy, giật mình sao? Liễu Vân Gian không hề giật mình, vì từ khi cô xuyên không đến đây, không hề nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, coi mạng người như cỏ rác nào, đối với thời đại người ăn người này không hề có nỗi sợ. Hơn nữa trong hắn rất là dễ dần, không phải là bạo quân hung tàn gì, nhưng Liễu Vân Gian nhớ rõ nguyên tắc không nghịch ngu, hành lễ theo như mama ở trong nhà đã dạy, hỏi han, sau đó nói, sao có thể bị bệ hạ làm giật mình chứ, chỉ là hơi bất ngờ, trong nhất thời chưa phản ứng kịp. Hoàng đế tên là Trì Huyền Nghi, hắn có vẻ rất thích cô, điều này khiến cô cảm thấy thắc mắc. Tối đó hắn không có dạy Liễu Vân Gian đánh vần, nhưng ánh mắt hắn nhìn vào cô lại tràn đầy yêu thích. Có một hôm, Tiểu Đào mang đĩa vải mát lạnh đến, có chút đắc ý nói, thứ này hiếm có lắm, ngoại hoàng hậu ra, bệ hạ chỉ ban cho nương nương thôi. Liễu Vân Gian bóc bỏ một quả vải, cho vào trong miệng nhai, nghe thái giám ở bên ngoài thông báo, Trì Huyền Nghi đã đến. Liễu Vân Gian liền lau sạch tay, cùng Tiểu Đào hành lễ. Trì Huyền Nghi đỡ cô dậy,
nở nụ cười hỏi, vải có ngon không? Liễu Vân Gian cũng cười, ngon. Chỉ Huyền Nghi cho cung nữ thái giám giải tán, đưa Liễu Vân Gian đi dạo. Đi dạo được một nửa thì hắn bỗng thở dài, thực ra cô không hề quan tâm, nhưng vì bảo toàn tính mạng cho nên vẫn hỏi một câu. Bệ hạ, sao vậy? Chỉ Huyền Nghi không có trách cô lắm chuyện, hắn dừng chân nhẹ nhàng nói, nước địch xâm lược, biên ải nguy kịch, cũng may Lưu tướng quân dũng mãnh đánh lui quân địch, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, bách tính ở biên ải còn phải sinh sống, vì cũng đã lăn lội trong công sở mấy năm. Liễu Vân Gian nghĩ một lúc, nói một câu vô thưởng vô phạt. Bệ hạ yên tâm, đừng có nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, trời cao thấy bệ hạ sáng suốt, chắc chắn sẽ phù hộ bách tính ta. Chỉ Huyền Nghi nhìn vào Liễu Vân Gian, dường như đang đợi cô nói tiếp. Liễu Vân Gian đánh nói thêm một câu, hay là bệ hạ cùng thần thiếp về cung ăn vải? Đáng ghét, lẽ ra định tự ăn, nhưng Chỉ Huyền Nghi cũng không có ăn. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào cô, nhẹ nhàng nói, Vân Gian đúng là biết quan tâm người khác. Hôm đó Liễu Vân Gian bưng cái đĩa, chậm rãi ăn hết cả một đĩa vải. Liễu Vân Gian vẫn cứ nghĩ về vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, cùng với ý nghĩa của hai câu nói đó, là cô nghĩ hơi nhiều sao? Nơi có người thì sẽ có tranh đấu, huống chi là hậu cung, dung mạo của Liễu Vân Gian chỉ có thể gọi là khá, không có tài nghệ gì, tính cách khiêm tốn, nhưng Chỉ Huyền Nghi lại rất thích cô, ghen ăn tức ở. Liễu Vân Gian đã bị nhắm vào, nhà mẹ của Hiền Quý Phí có thế lực rất lớn, anh trai cô ta chính là Lưu Quý Phí chiến công hiển hách đó, gần đây cô ta cũng vừa mang thai, vô cùng đắc ý, ngay cả hoàng hậu cũng phải nể mặt cô ta. Vì đĩa vải đó, cô ta đã hận Liễu Vân Gian. Hôm đó cô và Tiểu Đào đi dạo, không ngờ lại gặp phải cô ta. Cô ta bớt lông tìm vết, nói tư thế thỉnh an của cô không đạt chuẩn, không tôn trọng mình, đòi phạt Liễu Vân Gian quỳ. Tiểu Đào rất là tức giận, định cãi nhau với cô ta, nhưng bị Liễu Vân Gian giữ lại. Cô không có tranh cãi, quỳ dưới ánh nắng tươi tắn. Liễu Vân Gian đã nói, cô chỉ có thể bảo đảm không nghịch ngu, đi một bước tính một bước. Đối với cô mà nói, đối đầu với một quý phi, nhà mẹ có thế lực, tại còn đang mang thai, đó chính là hành vi nghịch ngu. Liễu Vân Gian ngoan như vậy, Hiền Quý Phi rất là hài lòng, đứng đó mỉa mai Liễu Vân Gian vài câu, lại kêu người hầu canh chừng cô quỳ đủ thời gian quy định, mới thải cô về. Không ngờ hai hôm sau, Chỉ Huyền Nghi đã gọi Liễu Vân Gian đến cung của Hiền Quý Phi. Cô đã đến đó, phát hiện ở đó còn có mấy phi tần khác, trông mọi người đều thấp thỏm lo âu. Liễu Vân Gian không biết gì hết, hành lễ, Chỉ Huyền Nghi đích thân đỡ cô dậy, nói với Hiền Quý Phi, Liễu Tần đã đến, ngươi ở trước mặt Liễu Tần kể lại chuyện hôm đó đi. Hiền Quý Phi ấp a ấp úng kể lại một lượt chuyện hôm đó. Chỉ Huyền Nghi nói, tôi nói Liễu Tần hành lễ không đúng, vậy ngươi đứng trước Liễu Tần làm mẫu cách hành lễ đúng để chấm xem thử. Ý của hắn là bắt cô ta hành lễ Liễu Vân Gian trước mặt mọi người. Hiền Quý Phi mặt đỏ bừng hành lễ Liễu Vân Gian một cách không tình nguyện, nước mắt chảy ra. Hiền Quý Phi, ngươi đã mang thai thì đứng có suốt ngày đi lang thang, ngươi ở trong cung tĩnh dưỡng nửa tháng đi. Mọi người đều biết Chỉ Huyền Nghi đang chút giận cho Liễu Vân Gian, bắt Hiền Quý Phi đang mang thai hành lễ cho cô, còn cấm túc cô ta nửa tháng. Chỉ Huyền Nghi cùng Liễu Vân Gian ngồi bên hồ, hắn nhẹ nhàng nói, để nàng chịu uất ức rồi. Liễu Vân Gian nói, sao bệ hạ lại nói vậy? Chỉ Huyền Nghi bỗng nắm nhẹ tay của cô, khiến Liễu Vân Gian giật mình, chậm biết đây đều không phải là cái nàng muốn. Nếu nàng gả cho một người bình thường, có sẽ còn có cơ hội một đời một kiếp một cặp. Nghe xong lời này, tâm trạng của Liễu Vân Gian rất phức tạp, vì tình cảnh của cô bây giờ thực ra có thể coi là lẻ loi một mình. Liễu Vân Gian một mình đến dị giới, không có người thân quen, ai cũng không thể tin tưởng, sau đó lại đến hậu cung đầy tranh đấu và nguy hiểm, ngày nào cũng rất mệt mỏi. Vì lời của hắn, Liễu Vân Gian bỗng cảm thấy hơi tủi thân,